Vâng, em Hà Trinh kính chào tất cả các bác yêu lan nhá. Hôm nay em lại lên cho các bác một mã hàng gọi là siêu đẹp nhá. Đây là các bác à, hàng một dề nhá, một dề nhá, đẹp chưa? 6 cây mỗi cây có một cái nụ. 6 cây mỗi cây có một cái nụ nha các bác nhá. Đấy, một cái nụ, hai nụ, ba nụ, bốn cái nụ. Mới nhìn thấy bốn cái nụ thôi các bác ơi. 7 cây. 7 cây như bốn có bốn cái nụ nha các bác nhá. Như là giò một dề nhá, hàng một dề nhá các bác nhá. Như thế này. Đấy. Đẹp tuyệt vời luôn. Các bác cứ thể về các bác treo như này là ok nhá. Giò như thế này nhá, em bán cho các bác với giá là 700.000 nhá. 700.000 nhá. Cho giò số 1. Số 1 nha các bác nha. Số 2 nè. Em ra vườn em nhìn thấy nó đẹp quá đây là em lại lên video. Đoàn siêu phẩm thôi các bác ạ. Đây này, 3 con này. Chợ dưới này có 2 con nữa này. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Cái này thì nó lại chưa sưng nụ đâu nha các bác nha. Nó lại muộn như thế cơ. Giò 2 cây nha. Và 5 thằng con nha các bác nha. 5 thằng con nha. Như thế này. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu 300 nghìn nha. 1 triệu 300 nghìn cây to nha. Cho giò số 2 nha. Số 3 này em lên hoàng thảo kèn nha các bác nha. Kèn nhà em nó sai nụ không? Đây nha. Đây nha. Đấy. 3 mầm gốc như thế này nha các bác nha. 3 mầm gốc nha. Một giò như thế này. Em bán cho các bác với giá là 800 nghìn nha. 3 thân nha. 3 thân hoa như thế này nha. Thôi lấy 700 đi. Lấy 700. Số 3 nha. 700 nghìn. Này các bác này. Ấy sai nụ không? Cho giò số 3. Để dưới. Đây, có một bông kèn nó đã nở cho các bác rồi. Bông kèn đầu mùa nha các bác nha. Đấy. Bông kèn đầu mùa nha các bác nha. Đẹp chưa? Đấy. Thân này nhá, cũng là 3 thân hoa luôn nha các bác nha. Như nó lại 1 mầm gốc, 2, 3, 4, 5, 6 mầm gốc luôn. 6 mầm gốc nha, đây nha, hoàng thảo kèn nha. Đấy, hàng Lai Châu đấy các bác ạ. Đây, nụ này. Chi chít luôn. À. Nhiều lắm các bác ạ. Bộ 3 mầm, 3 thân hoa và 6 mầm gốc. Em bán cho các bác với giá là 900 nghìn nha. 900 nghìn nha. Đấy. Cho giò số 4. Bán nốt hoàng thảo kèn. Số 5 này. Các bác này. Hai thân hoa này. Hai thân hoa nha. Hai thân hoa nha. Và một cái thân con của nó còn dài bằng mẹ nó luôn à, lớn bằng mẹ nó rồi. Nhưng nó lại được như em lại nhìn thấy có mỗi một mầm gốc thôi. Cái này có khi em vẫn phải cho lên mầm gốc nữa. Không ít quá. Nó khỏe này mà. Gần 40 cm này các bác này. Hai thân hoa như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha các bác nha. Cho giò số 5. Số 6 này các bác này. Được 3 mầm gốc. Và được 1 thân hoa này thôi. Cái này 2 thân này nó lại chưa ra này. Nó lại không ra được các bác nha. Như thế này nha.
Đấy. Ba mầm gốc này em bán cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 nha các bác nha. Cho giò số 6. Số 7 đây các bác này. Hai mầm gốc, một thân hoa. Đấy. Như thế này. Em bán cho các bác với giá là 350.000 tiếp nhá. Cho giò số 7, hai mầm gốc nha các bác nhá. Nguyên bản đấy. Đây. Ba mầm gốc nha, ba mầm gốc nha, nguyên bản từ rừng nha các bác nha. Một thân hoa này. Thân này được 40 sen 20 phân hoa. 20 phân hoa nha các bác ạ, chưa chia là bông. Đấy. Giờ như thế này em bán cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha các bác nha. Đấy, ba mầm gốc 500.000. Cho giò số 8 nha. Số 9 này các bác này. Được một mầm gốc rồi. Đấy. Như thân hoa của nó là được 30 sen luôn. Hoa sai chữ 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 luôn. Các bác nha. Một giò như thế này, một được một mầm gốc nên thì em lấy cho các bác với giá là 350.000 nha. Được có một mầm gốc nên là em lấy 350.000 nha. Đấy, hòa sai không? Cho giò số 9 nha. Số 10 này. Sơn Thủy Tiên nha. Đây là hàng thường thôi. À... hàng chưa biết mặt hoa. Được đen hay không thì các bác được hưởng nhá. Đấy, hai bông này. Cái này nó bị đuôi mất một tí à. Bốn bông à. Đấy. Hai bông bé ở trên này nữa này. Đấy. Sáu bông nha các bác nhá, được sáu bông nhá. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 250.000 nha. 6 bông nha. 250.000 nha. Sơn Thủy Tiên nha các bác nhá. Cho giò số 11 à số 10. Số 11 này các bác này. Đấy, số 11 thì đây à, ba già này. Đấy. Một bông hoa này. Bông này thì nó vẫn bé này các bác này. Đấy. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 bông hoa này. 6 bông hoa tiếp nhá. Em cũng bán cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha các bác nhá. Sơn Thủy Tiên chưa biết mặt hoa lần nào luôn nhá. 250.000. Cho giò số 11. Số 12 nha các bác nha. Chồn nha. Cây này được 2 bông hoa này. Đấy. Cây này được 1 này. Cũng được 2 bông hoa này. Cây này được 2 bông hoa này. Đấy nha. Cây này để em ngó tiếp này. Chưa thấy ra luôn. Cây dưới này chưa thấy ra luôn. Mà nó to như thế này là. Cây này thì có một bông hoa này. Đấy. Cái này gần như phải vạch vạch ra các bác ạ. Cây này có một bông hoa này. 2, 3, 4.
4 bông hoa, 6 bông hoa. Cây to nhá, cây to nhá các bác nhá. Đó, như này nhá. Có mỗi cây này bé đâu, như có một bông này. Đó. Còn toàn hai bông. Cây này làm sao lại chưa ra hoa được, tài cả đệ nhỉ. Hay là mình không nhìn thấy chứ. À, có bông này, có một bông này. Cây dưới này có một bông này, các bác này, cây này này. Được 7 bông hoa nhá. Toàn cây to rồi. Đây nha các bác nha. 7 bông hoa. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu 100 nghìn nha các bác nha. 1 triệu 100 nghìn nha. Toàn cây to nha. Đấy. Cho giò số 12. Kèn nhé em đây là các bác này. Đấy. Đây là kèn Lào nhá. Đấy. Mua nó lượm ra đây em chỉ khoe thôi, em không bán đâu. Nó sai hoa kinh khủng luôn các bác nhá. Tiếp tục nhá, em lên cho các bác một giò chồn này. Lá đây. Ngắn không các bác? Này, cái này thì được 22 sen. Cây này thì được 3 bông hoa luôn này các bác này. Đấy, 3 bông hoa nhá. 3 bông hoa này. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy. Cây bên này thì cũng đây bé bé như này được 2 bông hoa mà lá chỉ được 20 sen thôi. Đấy. 5 bông hoa này, 6 bông hoa này, cây này này, 6 bông hoa này. 7 bông hoa này. Đây nha các bác nha, 7 bông hoa nha. 8 bông hoa này. Mẹ cái con sen này. 8 bông hoa này. 9 bông hoa luôn. Các bác nha. 9 bông hoa một giò chồn như thế này được 9 bông hoa. Đấy. Đây nha. Thân lá thì quá ok mà thuần dân thuần thì quá lâu rồi, chỉ đắp cứt trâu thôi nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 650 nghìn nha. 9 bông hoa nha. Các bác ngắm đã đời luôn. Cho giò số 13. Số 14 này các bác này. Một giò trộn cả kiều mỡ gà lẫn cả kiều vàng nha các bác nhá. Một giò kiều siêu to như thế này. Đấy. Em bán cho các bác với giá là 500 nghìn nhá. 500 nghìn nhá. Cái chậu này là chậu gần 35 ấy nha các bác nhá. Chậu dớn 35 này. Nha. Cho giò số 14 nha. Em thấy nó nhiều hoa quá, em quay cho các bác này. Số 14 nha các bác nha. Đây này. Đây là số 15 này, cây bé bé này còn có hoa một hoa này. Đấy. Có những cây nó ở trong khe không thể nhìn thấy nổi. Đây cây này thì nó to ra ngoài này này. Đấy cây này thì em nhìn thấy có 2 bông hoa thôi. Nha các bác nha, 2 bông hoa thôi. Như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha. Cho giò số 15 nha. Số 16 này. Một giò kiều trắng như thế này, tinh khôi luôn. Kiều trắng tinh khôi nha các bác nha. Đấy, đẹp không ạ? 4 bông hoa, 2 bông nở và 2 bông chưa nha.
Giò như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 650.000 nha. Kiều trắng tinh khôi luôn. Đẹp tuyệt vời luôn. Như trinh nữ hoàng cung. 650.000 cho giò số 16. Số 17 này. Một giò gà nha các bác nha, giò gà nha. Đấy. Một bông này đã nở này. Đấy. Một bông này đã nở nha các bác nha. Nụ thì đây. Đấy, có bông đang hé hé này. Tím lịm luôn. Tím lịm luôn. Em bán giò này cho các bác nha. Với giá là 300.000 nha. 300.000 nha các bác nha. Cho giò số 17. Số 18 này. Một dè dáng hương tam bảo sắc nha. Cái này là được hai cái nụ này. Để em đếm nha. Hai cái nụ đây nha. Hai cái nụ đây nha. Đấy. Cái này là được một cái nụ nữa là ba này. Được ba cái nụ thôi. Em bán giò này nha. Nguyên bản từ rừng nha. Một mẹ, bốn con và có một cây trên này nữa. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Các bác về các bác buộc lên như thế này là ok này. Buộc cái rễ này lên là ok này. Đó. Là thành một dè luôn. Không kéo cái này về đây cái là ok nha. Đó. 250.000 cho giò số 18. Cái này thì bán đấy thì bán cúi à. Đây là hai cây nhá, hai cây thành hai cây như thế này nha các bác nhá. Đấy, hai cục khác nhau luôn. Và một cây như thế này nữa. Hai cây này mỗi cây có một bông hoa và cây này có hai bông hoa nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 220.000. 220.000 nha các bác nhá. Cho giò số 19 nha. Số 20 này. Hai cây như thế này và hai cục đấy nha các bác nhá. Hai cây như thế này và hai cục nha. Và một cục như thế này nữa. Em bán cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha các bác nhá. Nguyên bản từ rừng luôn. Sao hôm nay nhiều dị thế nhỉ. 200.000 nha. Cho giò số 20. Số 21 này các bác này, một giò tròn như thế này. Một bông hoa này em đếm xem có hoa không đã. Hai bông hoa này em nhìn thấy hai bông hoa. Em cứ nhìn thấy ba bông hoa. Bốn bông hoa, năm bông hoa. Cái này sáu bông hoa. Bảy bông hoa. Giò này được bảy bông hoa nhá các bác nhá. Bảy bông hoa như thế này nha. Một giò tròn to đẹp nhá. Như thế này.
Em bán giò này cho các bác với giá là 700 nghìn nha. 700 nghìn nha. Cho giò số 21. Alo ạ. Alo ạ. Số 22 nha các bác nhá. Đấy, một giò trồn tiếp theo này. Một bông hoa này. Hai bông hoa này. Ba bông hoa này, bốn bông hoa, năm bông hoa, sáu bông hoa. Bảy bông hoa luôn. 7 bông hoa nha các bác nhá. Một giò như thế này. Trồng bằng gỗ nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha, 7 bông hoa nha. Cho giò số 22. Các bác cứ hỏi kiểu tím miền Trung như cứ quay lên xong lại trả xem. Một giò như thế này nhá, to nhá. Cao được gần 70 cm luôn nhá các bác nhá. Thuần rồi nhá. Đấy, dễ đầm ầm ầm như này này. Đấy. Một giò kiều tím như thế này. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu 500 nghìn nhá. Cho giò số 23. Một giò cáo như thế này, đẹp như thế này. Đấy. Được 3 bông hoa bây giờ em đã nhìn thấy rồi nhá các bác nha. 3 bông hoa em đã nhìn thấy. Nên là em nói thế nào thì đúng như thế nha các bác nha. Một giò như thế này, 5 cây. Em bán 1 triệu nhá. Chả biết hôm nọ bác nào chốt rồi ấy, như em chả nhớ nữa. Nên để em quay lại bác nào lấy thì lấy thôi nha. 1 triệu cho giò số 24. Kiểu tím này à? Ờ. Đây em có một giò sóc Lào. Còn có một giò thôi các bác ạ. Đấy như thế này. Đôi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cây. 12 cây nha các bác nha. Như thế này. Đấy. Năm nay ra hoa bình thường. Giò như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 600 nghìn nhá. Đây là tịt người em rồi. Đây này. Đấy. 600 nghìn nhá. Cho giò số 24. Hả? Số 25 nha các bác nha. 600 nghìn. Cứ cầm lấy. Cây này chưa ra hoa, quay cái gì? Đây, vị à, vị à. Đây nha. Em lên cho các bác có 4 thân hạc vĩ siêu trắng này. Siêu trắng này, hàng rừng nha các bác nha. Được 1 2 3 4 5 6, 6 mầm gốc mà được có 4 thân hoa thôi nha các bác nha.
bốn thân hoa thôi. Như này. Đây nha. Dài cả mét luôn nha các bác nha. Đấy. Trắng tinh khôi luôn mà siêu sai hoa. Em bán giò này cho các bác với giá là 600 nghìn nha. 600 nghìn nha. Cho giò số 26. Số 27 này. Siêu hoa nha các bác nha. Siêu hoa nha. Này các bác này. Toàn siêu hoa này. Đấy. Siêu hoa chưa? Nụ đây. Đấy. Một giò như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu nhá. 1 triệu nhá, em đếm thân hoa cho các bác này. 3 này. 4 5 này. 6 này. 7 8 này, 9 này, 10 này. 11 này. 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 thân hoa. 27 thân hoa em trồng vào gỗ như thế này nha các bác nha. Đấy. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu nha. 1 triệu nha. Còn đến mai là chắc là không phải giá này nữa đâu nha các bác nha. Nói 1 triệu rồi nên là phải chịu ấy. Số 28 nha các bác nha. Số 29 này. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10 17 17 thân hoa luôn nha các bác nha. Một giò như thế này. Ghép gỗ nha. Thuần rồi. Em bán giò này cho các bác với giá là 700 nghìn nha. 17 thân hoa nha. 17 thân hoa nha. 700 nghìn. Này vui tính hay sao ấy. Cho giò bao nhiêu? Cho số 28 nha. Số 29 này các bác này. Một giò dáng hương tam bảo sắc to như thế này. Đấy. Đây nha các bác nha. Đấy. Cục này gỗ này thì vẫn còn nặng lắm nên là chưa hỏng được đâu. Chắc chơi được khoảng độ 7-8 năm nữa thôi. Các bác nhá. Gỗ nguyên của rừng, nguyên bản của nó là ấy này. Các bác này. Một thân hoa, hai thân hoa. Ba thân hoa, bốn thân hoa. Năm thân hoa. Sáu thân hoa. 7 thân hoa. Tầm 8 thân hoa nha các bác nha. 8 thân hoa nha. Em bán giò này nha. Cho các bác với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha. Cho giò số 29. Làm đi. Đây nhá. Một giò cáo như thế này. Nguyên bản từ rừng. Một mẹ một con nha các bác nha. Một mẹ một con nha. Lá này chắc chỉ được hơn 5 cm tí thôi. Không được nhiều, không được to mấy nha các bác nha. Nguyên bản từ rừng luôn. Đấy. Được 2 bông hoa nha các bác nha. 2 bông hoa nha.
Em bán cho các bác với giá là 1 triệu nha. 1 triệu cho giò cáo này nha, một mẹ một con nha. Cho giò số 30. Đưa cho anh cái giò cáo này. Đấy, đúng rồi. Mày lên lấy cho anh giò cừu dẹt đó. Số 31 này. Một cây giáng hương tam bảo sắc như thế này. Được 1, 2, 3, 3 bông hoa. Được 3 bông hoa cho. Nguyên bản từ rừng nha các bác nha. Lá này thắc chắc chỉ được khoảng độ 4 cm rưỡi thôi nha các bác nha. 4 cm rưỡi thôi. 3 bông hoa. Như thế này. Nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 200.000 nha, 200.000 nha. Đó, 200.000. Cho giò số 31. Kêu dẹt đấy, ở sạp đấy, ở sạp đấy. Số 32 này. Một cây cáo có một bông hoa. Nhưng không biết là có được phân nhánh hay không thì tùy duyên nha các bác nha, tùy duyên nha. Một cây như thế này, lá này. Đây. Đấy, một gang tay còn không chưa ấy được. Được một bông hoa nha. Như thế này. Một cặp lá 2 3 4 5 6, 6 cặp lá, bên này 1 2 3 4 5 6. Đấy. 6 cặp lá nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 400.000 nhá. 400.000 nhá. Cáo Lai Châu nhá. Cho giò số 32. Số 33 này các bác này. Các bác hỏi kiều dẹt nhiều nên là em cũng lên video cho các bác này. Đây, thân này là vừa ra năm nay nhá các bác nhá. Đấy. Đây, thân này vừa ra năm nay xong. Đây, đang sưng nụ rồi. Đấy, đang sưng nụ nha. Có thân nó sưng nụ rồi, có thân chưa đâu. Này, thân này. Giò như thế này nhá. To như thế này. Em bán cho các bác với giá là 400.000 nhá. 400.000 nhá. Cho giò số 33. Số 34 tiếp à. Đấy, như thế này. Em gửi đúng hình cho các bác nhá. Giò như thế này này. Em bán cho các bác với giá là 400.000 tiếp nhá. 400.000 nhá. Cho giò số. Đây là kiều dẹt nhá các bác nhá. Em chỉ còn 2 giò kiều dẹt thôi. 400.000. Cho giò số 34. Số 34 đúng không? Vẫn phải số nữa. Rồi em lên như các bác một giò kiều vuông. Một giò kiều vuông đi. Đấy. Ghép gỗ như thế này. Các bác nhá. Em còn chưa cắt tỉa những cái cây nó bị chết luôn. Đây, hoa này nha các bác nha. Bán giá rẻ như cho thì vẫn mua được, có gì đâu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 này, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11. 11 thân hoa luôn. Các bác nha, 11 thân hoa như thế này. Đấy, ghép vào gỗ nha. Cái này cước chắc phải hết 70.000 đấy, 70-80.000 tiền cước ấy. Một giò như thế này nhá. Em bán 11 bông nhá. Em bán cho các bác với giá là 450.000 nhá. 450.000 nhá, các bác nào ở gần là tốt nhất nhá. 450.000 cho giò số 35. Anh
anh cho em cái giò cáo ở ngoài cùng ngoài kia. Số 35 nha các bác nha. Đặt tạm đây. Số 36 này. Các bác này. 36 một dè luôn nha các bác nhá. Một dè mà là được có 6 cái nụ thôi. 6 cái nụ thôi nha các bác nhá. Một mẹ, hai mẹ đi, gọi là hai mẹ, bốn thằng con. Được 6 cái nụ nha các bác nhá. 6 cái nụ như thế này nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 900 nghìn nha. Cáo các bác biết là hoa nó hàng Lai Châu này, nó dài lắm các bác ạ. Có cây nó dài cả mét luôn. 800 nghìn, à 900 nghìn cho giò số 36. Số 36 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nha. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ chúng em nha. Vâng, em Hà xin chào tạm biệt tất cả các bác yêu Lan nha. Hôm nay em bán hàng vẫn không bao gồm phí ship nha.